Ayo, what's up? Chào mừng năm, chào anh em đã quay trở lại cùng YouTuber được mời mình trong tựa game Đại chiến lục đạo. Và trên màn hình của các bạn đó chính là SP Gai Bắt Môn Ninja siêu cấp đã xuất hiện ở trong tuần này. Và anh em nào mà thích một Gai Bắt Môn, anh em nông dân hay là đại gia thích Gai Bắt Môn, anh em có thể sở hữu nó bằng cách ước nguyện nó ở trong này các bạn nhé. Đấy, thì anh em biết rồi. Nghe đồn thôi, mình cái này thông tin thì mình thấy bảo nhiều anh em bảo là muốn chơi được Gai Bắt Môn thì các bạn cần phải có gì nhở, một cái lực tài chính nó khá là mạnh, yêu cầu là phải có bảo vật này, có bảo vật hút máu này, có bảo vật, nói chung là bảo yêu cầu con Gai Bắt Môn thì phải nâng nâng sao lên chứ các bạn, chứ tầm ở 3 sao như này thì vào cái bọn nó đụng cái là chết anh em nhá. Không biết cái thông tin nó có phải là thật hay không thì mình cũng không chắc nữa anh ạ. Đó, thông tin nó có thật hay không thì mình không chắc. Đây, bị đánh xuống hạng 65 rồi. Tại vì mình tháo đồ với cả tháo bảo vật để đi cái hành trình ninja này anh em nhá. Đấy, tháo đồ, tháo bảo vật để đi hành trình ninja anh em nhá. Bắt đầu lại đây các bạn. Đó, bắt đầu lại, tháo đi cho nó yếu xuống đây các bạn. 337 này, các bạn đi cho nó nhẹ nhàng này. Sau khi mà reset thì bắt đầu chúng ta mới gì nhỉ? Lắp lại. Sau khi mà reset thì chúng ta mới lắp lại anh em nhé. Bên thiên đạo cuồng up thằng này lên, up nó lên từ từ các bạn. Cứ mỗi hôm lúc nào rảnh thì vào để up nó lên thôi. Ngọc thì mình đang có khá nhiều đây, ghép một viên này gọi này. Ghép dần đấy gọi, ghép được viên gì thì ghép. À, cái này cần 4 viên. Túc tắc là chúng ta cũng ghép được 5 ngọc 6 thôi đúng không anh nhá, cứ từ từ chúng ta cũng ghép được anh em. Cứ từ từ thì ngọc nào chúng ta cũng ghép được thôi đúng không? Khảm hết này. Khảm hết này. Bây giờ về đến bảo vật. Má, mấy cái này ngày nào tháo đi tháo vào mệt thật anh em ạ. Ngày nào phải tháo đi tháo vào nhá anh em nhá. Mệt thật sự anh em ạ. Ngày nào cũng phải tháo đi tháo vào. Ngày nào cũng phải tháo đi tháo vào mấy cái đống bảo vật này. Cái gì nhỉ? Cái thằng này giới hạn sát thương nhận vào đâu nhỉ? Đây. Ngày nào cũng tháo đi tháo vào như em nhé. Tháo đi tháo vào cho em nó. À không, cái này gỡ. Cái gì là cái bento tình yêu này các bạn. Cái dây hồi chakra này. Bento tình yêu. Cũng cần phải lên nộ. Đấy, ngày nào cũng cần như vậy anh em nhé. Ngày nào cũng lắp ra lắp vào. Ngày nào cũng lắp ra lắp vào anh em, khổ thật đấy. Anh em nghèo lắm vậy. Không phải ác khủng nên là ngày nào cũng phải lắp ra lắp vào nhé anh em nhé. Ngày nào cũng lắp ra lắp vào. Này anh em nhìn thấy không? Ông này ảo, mình level 77 mà ông ấy level 75 các bạn. Anh em nhìn thấy có ảo ma Canada không? Ngày nào cũng lắp ra lắp vào mấy cái bảo vật anh em ạ. Lanh quanh đống bảo vật đấy anh em nhé. Để ngào lanh quanh đống bảo vật với đống ngọc anh em ạ. Sai lừng là để câm lặng, để khóa mõm nó lại anh em. Nói chung là sẽ cứ như thế thôi. Cái ngày trước 12 giờ đêm tháo hết ra xong reset lại thì đánh. Ôi rồi để nó nhốt lại được là té luôn anh em ạ.
Để nó nhốt cái là té luôn anh em. Đúng không? Để nó nhốt cái là té luôn anh em. Ô, thằng này mẹ có bảo vật kháng à anh em. Thằng này có bảo vật kháng à. Đúng anh em. Không thấy nó bị câm lặng này, không thấy nó bị chói chân nhiều anh em. Số đỏ là thằng này có hàng xịn đấy các bạn. Chúng hàng lởm đi lâu rồi. Hàng lởm thì chịu thế nào nổi. Hàng lởm thì chịu thế nào nổi. Sốc nhiệt là hẹo ngay. Đây là chỉ các bạn. Không nhận được chỉ lên nổi. Chỉ lên nổi là mình lại đứt một con đấy. Cho Itachi lên nổi là mình lại đứt một con đấy. Đoạn này làm Itachi lắm anh em ạ. Itachi lắm, lại nguy hiểm lắm anh em nhé. Suốt ngày Itachi với thổ, ông nào cũng có vậy. Bên thế. Không cho các bạn cơ hội thở luôn. Không cho các bạn cơ hội để thở luôn. Mình đang có con tên thi đạo cuồng nhưng mà chưa dùng đến các bạn. Chưa dùng đến tên thiên đạo của trong mấy cái đợt event này kiếm mảnh xong rồi áp bọn ấy cứ lên từ từ lên là được anh em. 345 thôi. Đây là hợp lý đúng không? Là kiểu gì cũng đi full 13 hải rồi. Nhìn đây là biết là anh em đi full được 13 hải. Trời thế. Châu bò thế. Châu bò quá đấy. Hình như mình có con nào hẹo hay sao. Biết ngay mà. Tự nhiên lại có một cái linh cảm. Con có con nào hẹo đâu. Đâu đó anh em. Tự nhiên lại nhìn mà nó là linh cảm có con nào nó hẹo ấy. Cảm con nào hẹo bởi Itachi rồi đúng không? Nó nhảy vào người mình rồi. Cái loại sống mệt lắm các bạn. Để cái loại tung được nộ cái là mệt não lắm. Đó, qua thành công không nhỉ? Bây giờ mỗi ngày đều đặn là như vậy nhỉ? Nếu mà các bạn không đua boss, không làm gì, mỗi ngày nó đều đặn như vậy. Chúng ta vào đi hành trình, làm nhiệm vụ, các thứ đúng không? Càn quét bắt đầu lại sau. Yes, 2.7 vàng đấy em nhé, quên mất sorry các bạn, 2.7 vàng đấy. Xong rồi thì lại tháo ra thôi, xong rồi thì lại bập đấu trường lên đấy em nhé, xong rồi lại ngoi lên top 2x đấu trường. Xong rồi lại ngoi lên đây anh em đấy. Xong rồi lại đứng ở hạng này thôi, cứ đứng ở đây thôi các bạn, cứ đứng ở xếp hạng gì nhở, 11 đến 20 đấy các bạn nhé. Chúng ta nhiệm vụ là chỉ có vậy đấy các bạn. Ngày mình vào ác mấy con này chỉ có vậy. Bây giờ thì lại cứ chờ xem thôi. Đợi có sự kiện nào ngon để chúng ta chơi. Đợi có sự kiện nào ngon để chúng ta chơi anh em nhé. Đúng không? Tình à gì nhỉ? Ảnh hưởng lâu lắm không đi. Bây giờ cứ đợi con FP nó ra ngon để chơi. Thấy con gai bắt môn này anh em bảo là không dành cho nông dân. Nên là mình không chơi anh em nhé. Đúng không? Xác định là mình chơi nó phải tính toán sao hợp lý nhỉ. Nói chung là không trong top trên thì xuống top dưới. Lại tích lại anh em ạ, đúng không? Bây giờ lại loanh quanh tích đến 100k kim cương. Đội hình này cũng đủ chơi, đủ đi ải rồi anh em. Mình đang tính chơi đội hình với Susanoo cho nó hợp lý nhỉ. Giao hiệu Marara này mình sẽ lấy anh em nhé. Sau này chơi tem gọi Susanoo. Mình đang có Kakashi này, mình đang có Sasuke lục đạo này. Đó. Sau này có khi nhập nốt vào Shisui về. Xem có Evan nào lấy Shisui về anh em nhé. Sau đó tính làm tem mẹ về Susanoo nhìn nó đẹp đúng không? Gọi 5-6 con Susanoo, 5 con nhỉ? Đúng không? Chuẩn là gọi 5 con Susanoo. Nhìn nó ngầu, vũ đệ nhất khỏe đấy. Vũ đệ nhất phiên bản này đã khỏe rồi. Thế mà vũ đệ nhất phiên bản kia còn khỏe nữa anh em. Đây. Trời
Obito các bạn. Masusano này xấu nhỉ? Masusano thằng Obito này xấu thật sự đấy các bạn nhé. Masusano đấy xấu đấy các bạn, chả đẹp tí nào. Chung là Susano của Sasuke đẹp, Kakashi đẹp, Itachi đẹp. Còn thằng Obito kia thì xấu quá. Nó phải ngầu ngầu tí. Ngầu ngầu đẹp đẹp tí. Nhìn nó phải ngầu ngầu đẹp đẹp tí. Nó phải chất chơi người rơi lên. Chơi người rơi lên anh ạ. Chưa lâu lắm thì không đi ải, mấy cái ải này chắc là đi nhẹ nhàng qua đấy các bạn. Bỏ ải cái đây tầm tuần 2 tuần rồi không đi mấy cái ải này tuần cái nhiều. Tuần cắt quét. Lâu lắm đi ải, chắc đi phải đi được tầm khoảng 1-2 ải đó. Đoán thế thôi anh em nhá, bây giờ lực nó không lên được nhiều lắm. Mình cứ đứng ở đây thôi. Quanh quanh nó đứng ở đây nó không lên được nhiều lắm, đi ải nó chật vật vậy. Sao em này mình tích lại kim cương xong đợi một con tanker thay con pain là ngon đấy, đợi một con tanker thay con pain nữa là được. Okay. Mẹ cái thằng gì nhở? Này để nó gọi là con người đá mệt vãi cả lọ. Kazuya lại cứ trâu bò vãi cháy. Đây là Minato, bố của Naruto các bạn. Đây như toàn đệ. À không, đây mấy thằng cháu. Chính xác là mấy thằng cháu đúng hơn các bạn. Hay là bạn mấy thằng cháu. Có cả con dâu nữa cùng ở đây các bạn. Cùng với Hitana. Đấy, một thằng đã chết rồi. Quỳ đã chết. Xong trong 25 thôi. Tình anh 25. À, tình anh 24 nữa. Mấy cái chap này còn phải clear lại anh em nhé, vì nó chưa gì nhỉ, nó chưa full sao. Ăn full sao lại quả. Chap này chưa full sao. Sau đấy các bạn nhá. Chưa full. Đây, còn hai cái này chưa full đi nốt này. Xong để nhận quà. Này nữa là nhận full mốc 21 sao đây anh em. Chất vật với thằng này nhỏ Sasuke này gọi. Sasuke Rinnega này gọi như thế là có bút thủ châu bò đúng không? Hộ khiên. Sao ông gì bút máu đấy. Khó chịu được. Ờ à, đây kèm được kém bút máu. Khó chịu vãi chảy quả keo đang kết hợp với nhau điện hay ghê phết các bạn. Điện Susano của con nào đấy chết thì các bạn nhé, vẫn bị chết một thằng không được 3 sao, vẫn bị chết một thằng anh em ạ, sợ nhè.
Mẹ tính toán làm sao không dùng auto nhiều này. Tính toán sao có 5 độ như này nữa gọi. Nào xả chết mẹ nó luôn. Nào 5 cái độ nhẽ thua cái tem này. Mẹ vẫn bắn chết thằng quên này các bạn. À mày quá. Mày quá không chết anh em ạ. Đớp đủ anh em. Đớp được cái xương 21 xương này, kiếm được 20 cái rừng ngọc. Giời ơi. Cái gói này mà mua là ngon lắm này các bạn này. Cái mở khóa chiến lệnh này các bạn này. 300.000 này. Đấy, 300.000 mở ra anh em nhá. Mở full này. Nhận được 17k kim cương này các bạn này. Đấy, gói này mở ra là ngon ơ luôn. 17k kim cương với gói này anh em nhé. Đây nữa, gói này nữa các bạn. Gói này mà mở ra cũng 16k kim cương. Đấy. Gói này thì không, gói này không có gì. Đây. Mở khóa gói này nữa này các bạn. Đây, có gói này 16 với 17. Một đống đấy, gói 600.000 mở ra mẹ mày một mã kim cương luôn anh em ơi. Cái gói nữa mở ra một mã kim cương anh em nhé. Loạn đấu liên server. Đấy quá giờ nhìn ông nào cũng FP ngầu lòi vãi cháy. Cái này vào hết lượt tham chiến rồi các bạn này. Danh vọng chiến. Ok nha anh em nhá. Sầm vận tiêu. Tranh đoạt cứ điểm. Đấy giả mẹ chiến khỏe thế. 83. Tặng 12 xu. Cứ 30 phút chưa chiếm đủ 30 phút ấy à, dạ. Ông này chưa chiếm đủ 13 phút anh em. 79 chịu rồi. 76 tạo 6 xu. À những ông có này là báo là chưa chiếm đủ anh em. Ông VB này ảo lòi ấy các bạn, là 75 này các bạn. Okay, ông VB này là đang ở server mình nhé các bạn. Đúng không? Đang ở top server mình nhé các bạn nhé. Ông đeo đúng một bảo vật, không thèm đeo ngọc bọn này. Đây, đang đeo anh em. Đúng bảo vật, bọn này không thèm, bọn này chưa thèm đeo ngọc nên anh em. Chắc là cất đi anh em. Cất đi các bạn. Này con gái bắt môn. Con gái bắt môn 17 sao à? Ờ chính xác là 17 sao. Đây là 15 này, 17 sao các bạn. 17 sao gái bắt môn. Cầm full ngọc 7 à? Ờ full ngọc 7 nha. Áo tiên nhân tăng 56% tốc độ công. Phi lôi thần kunai tăng 13,31 tỷ lệ bạo. Và cái ngọc lục đạo giảm 7,6% CD kỹ năng này các bạn.
Các bạn phải nuôi gai tầm này nó mới khủng khiếp rồi anh ạ. Nói chung là muốn chơi gai thì anh em phải nuôi gai tầm này nó mới khủng khiếp được. Không là nghe chừng là khó chơi gai lắm nha anh em nhé. Nghe chừng là khó chơi gai lắm anh ạ. Ông nào level 80 đâu nhỉ? Đây, Hero Candy này các bạn. 444 mà chiếm được ở đây ấy, các bạn. Ảo ma đấy. Đây, 444 mà chiếm được ở đây ấy. Đấy, cho khi ông này level 79 nữa các bạn, đúng không? 601 mà không chiếm lại được. Đây ông này này, ông bắn tinh này các bạn. Ông bắn tinh này cũng kinh này các bạn, level 12 cũng không có gai bắt môn này các bạn. Đấy, có mỗi ông kia mẹ gai bắt môn. Đây, QB này các bạn. QB này cũng không chơi à? Ông QB này là level 3 cũng không chơi gai bắt môn này các bạn. Đây, Itachi. Sao ngọc ông này cúi nhỉ? Ông này tháo ngọc ra các bạn. Tháo ngọc đi đâu nhỉ các bạn nhỉ? Đúng không? Đây, sao ngọc cầm ngọc level 3 này. Ảo ma thật sự. Còn ông này nữa, mẹ chiếm cái mỏ ngon nhất luôn. Chiếm được 5 phút này các bạn. Ông này chiếm luôn cái mỏ ngon nhất. Ảo ma vãi chấy. Ông test đi 549. Chiếm được 3 tiếng, 4 tiếng, 2 tiếng, 4 xu. Chiếm thôi. Hàng free các bạn. Hàng free thì cứ chiếm thôi. Hàng free thì cứ chiếm thôi. Cho mình hai cái hàng free thì anh em cứ chiếm ở đấy thôi nhỉ. Hợp lý đấy. Tu luyện của ninja. Cấp S. Thằng này vẫn chưa đánh được hay sao? Mình nhớ mấy thằng này là là đội này không đánh được các bạn. Thằng gặp thằng mid guy này với thằng dốc ly thì không đánh được. Trông vãi cả chày. Quái này sao mà đạt nữa rồi. Được rồi à, mẹ nâng cấp lên đánh được rồi à, ấy à, đánh được rồi đấy, tại sao chắc vẫn chịu rồi. Sasuke giật xét à, mình tưởng thằng Sasuke này thổi lửa nhỉ, mình tưởng thằng Sasuke này thổi lửa nhỉ anh em, mình tưởng thằng Sasuke đó thổi lửa anh em nhỉ, đúng không? Nếu mang máng thằng Sasuke thường thì là đánh cái lôi nhưng mà lại thổi lửa, nó có kim một kim nào. Cho lên miệng thổi thổi lửa đấy nhá. Hay là thua rồi, để con mít gai đấm thì lại móc mồm rồi nhá. Để con mít gai đấm thì móc mồm rồi rồi. Ok anh em nhá. Clip này mình cũng xin phép được tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đó, đại chiến lục đạo. Và với những anh em nông dân thì chúng ta chỉ loanh quanh làm những công việc như vậy thôi, đúng không? Loanh quanh làm những công việc như vậy thôi. Đấy, một ngày những việc đơn giản loanh quanh. Flex sale ngày 7 hết rồi này các bạn này. Đăng nhập tử môn này. Sự kiện đặc biệt này, thử đăng nhập ngày 9 này. Đăng nhập Toby Hama này. Đấy, nói chung là có cái gì thấy chấm đỏ là anh em nhận hết. Điểm danh ngày thứ 35 hay 36 gì đó, nhận 40 mảnh. 40 mảnh của Hinata. Này thì chắc là trả rồi anh em là mua rồi đúng không? Trừ mấy ông top ra này. Mấy ông đó đồ top lúc đầu mua đấy chứ còn bình thường chắc chả ai mua mấy cái gói này rồi. Chắc bình thường không ai mua mấy cái gói này đâu. Con đường của ninja mình đã đi được 287 lần. 287 lần anh em.
test sự kiện đại chiến, quả đăng nhập 10 vé, vòng quay 9 vé, 9 vé thôi không quay, đợi 10 vé quay cho nó bỏ nha anh em nhé. Đổi hạn giờ anh em thích thì đổi, nhưng không thì tích, theo mình là tích kim cương đúng không? Trong này không có gì đáng để đổi cả. Thật sự các bạn, nếu mà đổi chắc này trong này có mỗi cái quyền thức tỉnh này đáng để đổi thôi, còn không thì chả có cái gì đáng đổi anh em nhé. Còn cái gì nhở? Còn cái sự kiện cái sự kiện mà gì nhở? À bán 50 mảnh của Sasuke lục đạo đâu, hết rồi các bạn. Cái sự kiện nó dở hơi nhá các bạn, mẹ giá chát thế thì bú thằng nào mua nha. Lại có hai ông vinh danh này, lộ trình sản xuất. Tính năng đấu nhẫn giả đỉnh cao 3v3. Đấu 3 tem 10 năm mới ra trận, bắt cặp ngẫu nhiên đối thủ cùng danh. Danh đồng sẽ gặp với danh đồng. Nói chung là cũng không cân bằng lắm rồi anh em ạ. Hẹn gặp lại cái clip tiếp theo nha. Xỉu ghen bà. Bye bye.